Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu vali gọi là vali size nhỏ nhất trên thị trường hiện nay. Nó là size 16. Đó. Size 16 thì thích hợp với lại ai đó đi công tác với thời gian khoảng 1 đến 2 ngày. Đi rất là nhanh hay là cái nhu cầu về đựng đồ đạc nó sẽ ít hơn thì mình dùng cái size này, nó rất là gọn nhẹ, rất là nhỏ nhẹ. Đó. Size 16. Mình xem kích thước xem nào. Size 16 kích thước, cái chiều cao này là 45 cm, chiều rộng này vẫn là 30, và cái chiều cao của cái vali chiều bề ngang của cái vali là 18 cm, rất là gọn nhẹ. Đó. Mẫu này là mẫu 841 của hãng Hùng Phát, và hiện tại giờ các hãng Việt Nam có mỗi hãng Hùng Phát là sản xuất cái vali size nhỏ này, và nhu cầu của người sử dụng rất là nhiều. Tại vì những ai mà đi công tác hoặc là đi chơi chỉ có 1-2 ngày thôi thì mình mang cái này đi rất là nhẹ các bạn. Rất là nhẹ. Thì sức chứa của nó khoảng 5-7 cân. Đấy, các bạn có thể mang quần áo đủ đi chơi, ví dụ như đi tắm biển hoặc đi chơi bình thường 2-3 ngày thì cần đâu cần nhiều quần áo đâu. Hai những quần áo toàn mang đi toàn cái đồ mà nhỏ nhẹ, cộc, đồ cộc thì nó không cần chiếm nhiều diện tích. Đó. Đây, mình review qua. Đó, cần kéo rất là xịn. Cái này là làm bằng hợp kim nhôm. Các bạn có thể là kéo lên kéo xuống rất là dễ dàng. Đó. Khóa. Khóa này là khóa thường, không phải khóa bảo mật Tera, tại vì khóa này khóa số. Đó. Đấy các bạn. Đấy, rất là tiện. Mình mở bên trong cho các bạn xem. Wow. Đây. Cùng hai ngăn chính á. Bên này là đựng quần áo các thứ, và có đai chữ X ở đây để mình cố định lại quần áo vào cho nó khỏi xô lệch. Đó. Đây là ngăn phụ, thì ở đây là có một ngăn phụ để đựng những cái đồ cá nhân, quần áo lót, khăn mặt hoặc là đồ vệ sinh cá nhân kiểu như kem đánh răng, thôi răng mình để đây, hoặc là mỹ phẩm thì mình để trong này. Đó. Ok, đây là một ngăn phụ. Bên trong có một ngăn phụ rất là rộng. Đây ạ. Đây là ngăn chính bên trong. Đấy, thì là các bạn có thể để đồ đạc quần áo vào đây. Sau khi để vào thì các bạn mình có thể đóng lại. Thì tóm lại là cái vali này gồm có hai ngăn chính và một ngăn phụ bên trong để đựng đồ cá nhân, hai ngăn chính để đựng quần áo, đồ dùng. Đó. Vali này được làm bằng nhựa ABS, đâm ra là nó sẽ rất là bền, rất là cứng cáp. Đó, các bạn đi có thể ngồi ở sân bay có thể dùng nó để ngồi nghỉ, ngồi đợi sân đợi máy bay rất là tiện. Đó. Cứng cáp. Bánh xe rất là trơn các bạn. Rất là trơn, rất là cứng cáp. Cái này dùng vài năm ok. Hay là hãng Hùng Phát thì đều các tất cả sản phẩm đều được bảo hành miễn phí 1 năm. Bánh xe này, cần kéo này, đường may này, hoặc là khóa số thì đều được bảo hành. Đó. Các bạn thấy, đây là bộ này. Đó. Kéo đi rất là ok. Đó. Hai, gồm có 4 cái núm này để mình làm sao? Khi mình đi mình để đồ, mình nghĩa là để lên sắp như này để nó cố định cái vali. Đó, khi sắp đồ nó bay hoặc để dưới này thì nó không bị bẩn hoặc nó không bị đổ, vali nó không bị đổ. Đó. Rất là tiện. Quai sách rất là cứng. Đây là cái này là bằng hợp kim nhôm này, rất là chắc này. Đó. Cái này là bằng nhựa, quai sách là bằng nhựa. Đó. Thì mình cũng nói qua là cái sản phẩm này là cái sản phẩm do Việt Nam sản xuất và nó rất là bền. Rất là bền, hai là rất là chắc chắn. Hiện tại dòng sản phẩm này có 4 màu. Màu đen, màu đỏ ruby. 3 là màu hồng, 4 là màu vàng kim. Đó. Thì phù hợp với các bạn đi có nhu cầu đi du lịch hoặc đi công tác ngắn ngày, 1-2 ngày các bạn dùng cái đồ dùng cái mẫu vali này thì rất là tiện. Đó. Các sản phẩm này được bán ở cặp tốt hiện tại với giá chỉ có 499.000. Các bạn có đặt trên website hoặc là comment ở dưới này thì mình có thể
giao hàng các bạn trên toàn quốc và đang miễn phí ship toàn quốc ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.